Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Bảo Đại chúng em. Và trong video clip ngày hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Và sản phẩm đầu tiên mà trong video clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc khay vuông. Với chiếc khay vuông này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật ạ? Đo thông số. Với đường kính của mặt em đo là vuông 24 cm. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Với chiếc khay vuông có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật và được khảm cảnh tích ạ. Ốc xà cừ nhà các bác, ốc 7 màu ạ, phối màu rất là đẹp. Con xem ạ, những đường nét cắt tỉa cực kỳ là tơ tóc và sắc nét. Với chiếc khay vuông ạ, hàng thẳng tứ diện ạ, bốn mặt ạ. Chất ốc phối màu rất là đẹp nha các bác. Và đến bên trong ạ, với bên trong lòng chiếc khay vuông cũng được khảm ạ, các bác tiểu phu đi cánh củi ạ. Và những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Với chiếc khay vuông gỗ vụ này em cũng báo giá giao lưu ạ, giá là 2.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác rồi ạ. Và tiếp theo này em có một chiếc hộp chè. Với chiếc hộp chè có chất liệu nào gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều cao em đo là 22 cm, mặt là 11 cm. Em quay chi tiết ạ. Với chiếc hộp chè có chất liệu nào gỗ chắc ạ và được khảm ốc xa cừ, ốc 7 màu phối màu ạ, rất là đẹp. Với những đường nét đã cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét. Với những đường nét cắt tỉa chất ốc rất là đẹp ạ. Khóa vít đầu nha các bác. Và đây là bên trong ạ. Ở bên trên đây là được khảm một chữ phúc nha các bác. Khảm ốc ạ, một chữ phúc ạ. Với chất gỗ vân gỗ rất là đẹp ạ. Và với chiếc hộp chè gỗ chắc này em cũng xin báo giá. Giá là 2.200.000, em bao miễn phí ship cho các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo này em có một chiếc chát lục năng. Với chiếc chát lục năng này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi nào gỗ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với đường kính mặt em đo là 30 cm, cao là 18 ạ. Em quay chi tiết. Với chiếc cháp lục năng này có chất liệu nào gỗ vụ và được khảm mạ cảnh tích. Để xem ạ, chất ốc ạ, ốc 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp. Với những đường nét cắt tỉa nhìn rất là có hồn. Để em quay chi tiết cho các bác có thể xem được kỹ hơn ạ. Chất gỗ rất là liền nhạc và dày dặn nha các bác. Hàng khảm ạ, kín luôn ạ, để các mặt để được khảm. Và đây là nên đến mặt ạ. Với chính giữa đây là được khảm ba ông phúc lộc thọ. Quá nhìn chất ốc nhìn rất là đẹp nha các bác, đường nét cắt tỉa rất là có hồn ạ. Nhưng ngoài đây được khảm cảnh tích, những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Hàng rất là đẹp nha các bác. Đây là bên trong ạ. À. Đây là bên trong nhỉ các bác. Gỗ rất là liền nạc luôn ạ. À. Với chiếc cháp mục năng này em cũng xin báo giá. Và giao lưu giá là 3.500.000. Nhận bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ. À, bên đây này em có một chú gà nhất kê. Với chú gà nhất kê này có chất liệu là gỗ chắc ạ. À. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với tổng chiều cao của tượng ạ, em đo là 35 cm, ngang là 28 cm, chân đế không phải gỗ chắc nha các bác. Em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng này em đo là khoảng 42 cm ạ. Em quay chi tiết cho các bác. Với chú gà nhất kê này có chất liệu nào gỗ chắc ta, chất gỗ đỏ đen ạ. Và rất là đẹp nha các bác. Những đường nét đục chạm ạ, rất là thủ công ạ. Em quay mặt sau ạ. Đây là mặt sau nha các bác.
Và với chú gà nhất kê này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, giá là 2.700.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo ạ, này em muốn giới thiệu cho các bác đó là một bộ trường tam sơn. Với bộ trường tam sơn có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật ạ. Bộ gồm có 5 món, gồm có 2 chiếc ghế, 2 đôn và một bảng. Đầu tiên đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bảng. Với tổng chiều dài này em đo là 115cm, ngang 55cm và cao là 75cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết với chiếc bàn ạ. Với phần chân bàn, chân cũng đục chạm đầu nân chân cá. Với phần liễu ạ, để đục chạm và được khảm những bông hoa ốc sa cừ ạ. Chất gỗ cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Em quay sang bên hông ạ. Với chiếc bàn đục chạm và khảm tứ diện bốn mặt ạ. Là những đường dây neo liên chi và dưới được đục chạm ạ, cảnh chim hoa được đục chạm và cắt tỉa rất là tỉ mỉ và thủ công ạ. Ở dưới chiếc bàn là có một chiếc sàn nha các bác, để các bác sử dụng ạ. Được đồ cũng rất là tiện nghi và thoải mái ạ. Chất gỗ thì cực kỳ là đẹp, dày dặn và chắc chắn ạ. Nên đến mặt bàn ạ. Bên trong mặt bàn là viết đá cẩm thạch nha các bác. Cẩm thạch tự nhiên, đá vân núi ạ. Nhìn cực kỳ là đẹp ạ. Các bác xem và nhìn có thể ạ, cảm nhận được. Và tiếp theo thì với hai chiếc ghế dài thì có kích thước là như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái ạ, cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiếc ghế này có tổng chiều dài là 190cm, sâu là 58cm và tổng chiều cao là 113cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Với chiếc ghế ạ, với phần tựa đây là gồm 3 nô nha các bác. Đây, với tất cả bên trong ạ, đá vân núi tự nhiên ạ, đá cẩm thạch rất là đẹp. Và những bên ngoài đây tất cả để đục chạm và cắt tỉa cảnh chim hoa. Và xem hàng hoàn thiện cực kỳ là đẹp ạ. Chất gỗ thì cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Ốc xà cừ 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp nha các bác. Và với phần chỗ ngồi đây các bác xem ạ. Bên trong ạ gồm có 3 ô đá, đá vân núi rất là đẹp ạ. Hàng cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Các bác ngồi thì cực kỳ là thoải mái ạ. Em quay sang chiếc ghế thứ hai ạ. Đây em quay sang chiếc ghế thứ hai cho các bác có thể là xem được kỹ hơn ạ. Hai bên là đá tròn nha các bác, đá vân núi rất là đẹp luôn ạ. Và với bộ trường tam sơn này được đục chạm và khảm cảnh chim hoa. Hàng mộng mạc tháo lời ạ. Rất là chắc chắn ạ. Các bác có nhu cầu mà giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em, cơ sở em sẽ bao miễn phí ship và lắp lát tại nhà cho tất cả các bác ạ. Và đây là chân ghế ạ, với phần chân được đục chạm đầu nâng chân cá, chân em đo là khoảng 12cm, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Ở đây là mặt sau ạ, với bộ trường tam sơn này, hàng đục chạm. Với bộ trường tam sơn, hàng đục chạm và được khảm tứ diện, mặt trước cũng như mặt sau ạ. Đây này em đang quay mặt sau nha các bác, hàng đẹp ạ. Trên đây là đục chạm cái chim hoa, dưới là những đường dây neo liên chi. Hàng đục chạm và cắt tỉa tứ diện, mặt trước cũng như mặt sau luôn nha các bác. Rất là tỉ mỉ và thủ công ạ. Ở đây là bên hông ạ. Mình xem với phần tay ạ. Phần tay được đục chạm cảnh chim hoa này, phía dưới ạ. Chân được đục chạm đầu nâng chân cá, chân dày 12cm. Các bác xem và có thể cảm nhận ạ. Hàng cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Và tiếp theo thì với hai chiếc đôn thì có kích thước như nhau ạ. Em đo thông số đại diện một cái ạ. Với chiều ngang em đo là 50cm, sâu là 40cm ạ. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Với chiếc đôn, chân cũng được đục chạm đầu nâng chân cá. Những đường dây neo liên chi ạ, và những đường những bông hoa cũng được cắt tỉa rất là tỉ mỉ và thủ công ạ. Với dưới đôn này cũng có một chiếc xà để các bác sử dụng được đồ, rất là tiện nghi và thoải mái ạ. Với chiếc đôn ạ, hàng đục chạm tứ diện bốn mặt như nhau, hàng rất là nặng nha các bác. Bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em.
qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115 để em có thể gánh chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Với bộ trường Tam Sơn này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 43 triệu để em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác luôn ạ. Và tiếp theo này sang bên đây này, em có một bộ cuốn thư câu đối. Với bộ cuốn thư câu đối Đức Ngư Quang có chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ của bức cuốn thư. Bức cuốn thư này có tổng chiều dài là 155 cm, cao là 60 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Và đây là với bức cuốn thư, với chính giữa ở đây ạ là có 3 chữ Đức Ngư Quang với được khảm ốc xà cừ ạ. Chất ốc rất là đẹp nha các bác. Và trên đây ạ được đục chạm cảnh chim hoa, hai bên hông ạ đều được đục chạm. Chất gỗ rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Những đường nét đục chạm ạ rất là cầu kỳ và thủ công. Đây là hai bên ạ, hai con lồng hóa mai ạ. Hàng đục chạm rất là tỉ mỉ ạ. Và tiếp theo ạ, em cũng đo thông số về đôi câu đối cho các bác nắm về kích thước. Tổng chiều cao em đo là 147 cm, ngang là 17 cm. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Với đôi câu đối trên đây là đục chạm ạ. Những cành hoa, những bông hoa và dưới đây là đồng tiền được đục chạm, chạy dài xuống luôn ạ. Với đôi câu đối cũng được khảm ốc xà cừ ạ. Ốc 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp. Với đôi câu đối này hàng nó cũng như một tấm nha các bác. Rất là điền nạc và dày dặn ạ. Và với đôi câu đối này em cũng xin đọc ý nghĩa của là phúc sinh, phú quý, gia đình thịnh, lộc tiến vinh hoa, tử tôn hưng ạ. Với những câu chữ rất là ý nghĩa cho bộ cuốn thư câu đối Đức Ngư Quang này ạ. Với bộ câu đối hàng rất là phù hợp với cái không gian vừa và nhỏ nha các bác. Và với bộ cuốn thư câu đối Đức Ngư Quang này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 14 triệu này em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và tiếp theo ạ, này sang bên đây này em có một chiếc tủ bày đồ dây thọ. Với cái tủ bày đồ này có chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiếc tủ bày đồ dây thọ này có tổng chiều cao là 211 cm, ngang là 117 cm. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Và xem với phần trên cùng ạ, đục chạm dây thọ nha các bác, với những đường nét đục chạm ạ. Dưới đây ạ là được đục chuyện, với những đường chuyện được đục chạm ạ, chạy kín mặt tủ ạ. Với cây tủ bày đồ hàng đục chạm ba mặt nha các bác. Và đây các bác xem ạ, với chính giữa của tủ ạ gồm có ba ngăn ạ. Các bác có thể mở ra, các bác có thể trưng bày ạ đồ sứ, đồ tượng và có thể trưng bày rượu theo sở thích của các bác ạ. Và đây là có một chiếc ngăn kéo ạ, các bác sử dụng được đồ rất là tiện nghi và thoải mái. Với cây tủ bày đồ ạ, với phần dưới đây đều được đục chuyện nha các bác. Chất gỗ này em bao đẹp cho các bác ạ, cực kỳ là niềm nạc và dày dặn, hàng không có nứt nẻ cong vênh gì luôn ạ. Mời xem ạ, gồm có rất là nhiều kệ ạ, nhiều sàn để các bác có thể ạ trưng bày đồ theo sở thích của các bác. Và với cây tủ bày đồ dây thọ này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 12 triệu này em bao phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây này em có một đôi tranh chắc ạ. Với đôi tranh này có chất liệu là gỗ chắc ta, để em đo thông số cho các bác ạ. Với tổng chiều cao em đo là 87,5 cm, ngang là 38 cm. Em đến gần em quay chi tiết ạ. Với đôi tranh chắc được khảm một đôi công ạ. Xem được khảm trên nền gỗ chắc ạ, những phần trắng hồng ở đây các bác xem ạ, những bông hoa, những nụ hoa, phần trắng hồng ở đây đó là ngà. Thân là gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc xà cừ nha các bác. Những nguyên liệu là cực kỳ là quý hiếm ạ. Các bác xem những đường nét cắt tỉa rất là tỉ mỉ và thủ công ạ.
với nòng ván bên trong ạ, là nòng ván liền. Các bác nhìn chất gỗ và vân gỗ cực kỳ là đẹp ạ, chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm nha các bác. Và với đôi công này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, giá là 20 triệu này, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ, với đôi tranh chắc này ạ. Và sản phẩm cuối cùng trong video clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một bức tượng ạ. Với bức tượng Phật Quan Âm này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, hàng nguyên một khối nha các bác. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với tổng chiều cao ạ, em đo là khoảng 73 cm. Ngang là 20 cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết cho các bác với bức tượng Phật Quan Âm có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Hàng nó nguyên một khối ạ, cực kỳ là giá trị, chất gỗ đỏ đen vân cực kỳ là đẹp. Các xem ạ, với gương mặt được đục chạm ạ, nhìn rất là có hồn ạ. Đây dưới đây, Phật Mẹ Quan Âm ạ, đứng trên một đài sen, bông sen. Dưới là những con cái chắp vàng. Các xem ạ, đây dưới là nũa nha các bác, hàng cực kỳ là đẹp. Với chất gỗ ạ, đỏ đen vân ạ, cực kỳ là đẹp. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Hàng nó nguyên một khối nha các bác, cực kỳ là giá trị luôn ạ, với chất gỗ đỏ đen ạ. Hàng chơi nguyên vân ạ, và chất gỗ ạ, có xem. Cái chân đế thì không phải là gỗ chắc ạ. Em vừa đo kích thước cho các bác là tượng ạ. Nếu mà từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng ạ, em đo là vào khoảng 82 cm. Là chiều cao đấy ạ. Đây là mặt sau nha các bác. Bên sau để đục chạm ạ, những lá sen ạ. Chất gỗ đỏ đen ạ. Gỗ tự nhiên nha các bác. Vân cực kỳ là đẹp. Các bác xem video mà thấy hay thấy đẹp cũng có thể cho em một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh và làm những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và với bức tượng Phật Quan Âm này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, giá là 9 triệu em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại, cũng là số Zalo của em là 0944058115 để em có thể gửi chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Các bác ở gần có thể xuống cơ sở em dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để em có thể gửi chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.